Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tham quan một cái tuyến đường trong nội đô của thành phố Hải Phòng chúng ta. Đây là một cái tuyến phố vô cùng sầm uất thuộc quận Ngô Quyền. Và như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy ấy, chắc các bạn cũng đã nhận ra rồi. Đây chính là tuyến phố Đà Nẵng. Trên thành phố thì bạn có biết là Hải Phòng chúng ta có bao nhiêu quận không ạ? Chắc là người Hải Phòng thì ai cũng biết rồi. Và cái tuyến đường Đà Nẵng này thì trực thuộc địa phận của hai phường là Đông Hải, quận Hải An và Lạc Viên, quận Ngô Quyền của thành phố Hải Phòng. Đường Đà Nẵng thì với chiều dài khoảng 3,1 km, nó bắt đầu từ vòng xuyến giao giữa các đường Đà Nẵng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Trần Khánh Dư, Phạm Minh Đức, đường Khánh Thiện và chạy dài cắt qua các đường Lê Lai, đường ven kênh và kết thúc tại điểm giao với đường Lê Thánh Tông. Đây là một cái tuyến phố có cơ sở tầng trên đường khá là phát triển. Xung quanh có rất nhiều các cái đường và đại lộ lớn đi ra các cái quận lân cận. Cùng với đó thì còn có một cái mật độ dân cư sinh sống ở đây vô cùng đông đúc, buôn bán khá là tấp nập. Ngoài ra thì còn có các cơ quan hành chính, trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Đường Đà Nẵng thì cũng có chợ dân sinh như là chợ Đà Nẵng, chợ Vạn Mỹ, chợ Cầu Tre, những cái tên vô cùng thân thương gắn liền với tuổi thơ của không biết bao nhiêu người. Ngoài ra thì các cái cửa hàng buôn bán cũng khá là đa dạng, đa ngành nghề. Còn ngay đầu thì còn có trung tâm thương mại Copmark ở cái vòng xuyến ngã 6, tức là ngã 5 Canby Plaza cũ ấy các bạn. Đường Đà Nẵng thì thuộc địa phận của quận Ngô Quyền. Quận này thì nằm ở phía đông bắc thành phố. Và các cái phía còn lại như là phía bắc thì giáp sông Cấm, phía đông giáp quận Hải An, phía nam thì giáp sông Rạch Chay, phía tây thì giáp quận Hồng Bàng và quận Lê Chân. Đấy là về mặt cái mặt địa lý của quận Ngô Quyền. Thực tế thì quận Ngô Quyền cũng có một cái vị trí khá là quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh của thành phố Cảng Hải Phòng của chúng ta. Quay trở lại về cái tuyến đường Đà Nẵng này thì tuyến đường này còn có một cái tòa nhà trung tâm thương mại khá nổi tiếng, đó là Canby Plaza. Cái tòa nhà này thì được hoạt động chính thức vào tháng 7 năm 2012. Đây là một cái tổ hợp cao 21 tầng, trong đó có trung tâm thương mại, siêu thị Copmark, văn phòng, căn hộ cao cấp cho thuê với các cái tiện ích phục vụ khác nhau. Cái tòa nhà này thì có tổng diện tích sàn khai thác kinh doanh là 24.015 m², trong đó khu trung tâm thương mại có tổng diện tích là 9.000 m², trải dài từ tầng 1 đến tầng 3. Từ tầng 4 đến tầng 21 thì diện tích là 15.000 m². Đây là cái khu mua sắm hiện đại được đầu tư bởi các cái doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước Việt Nam ấy. Và nó hình thành ra cái khu thương mại tập trung của người Việt theo phương châm là người Việt dùng hàng Việt. Đối diện với tòa nhà trung tâm thương mại Canby Plaza là các bạn nhìn thấy đó là công viên cây xanh mái tơ. Công viên này thì cũng có diện tích trên 36.000 m². Trước đây thì nó được xây dựng dựa trên cái móng nền cũ của cái trung tâm thể thao hay còn gọi là sân vận động mái tơ ấy. Và trước đây thì cái khu ngã năm sân bay này khá là xấu xí, thì bây giờ lại trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Đấy. Nói chung là toàn bộ hiện trạng công trình cũ thuộc đất của sân vận động mái tơ được san nền và xây dựng thành một cái công viên với một cái không gian cây xanh khá là lớn và đẹp đẽ như thế này. Tuyến đường Đà Nẵng của quận Ngô Quyền thì có lòng đường được đầu tư khá là khang trang, rộng rãi. Thế nhưng mà từ lâu thì lại thường xuyên xảy ra cái tình trạng tắc đường vào các giờ tan tầm. Nói chung là khá là gây bức xúc và mất trật tự an toàn giao thông. Rất nhiều những cái vi phạm của người dân ở khu vực này như là lấn chiếm hành lang vỉa hè này, lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh buôn bán và dừng phương tiện tràn lan trên đường để mua sắm, chợ búa chẳng hạn. Đấy, thì nếu bạn nào đã từng tham gia giao thông trên cái tuyến đường này thì vào lúc tan tầm ấy, thì các bạn sẽ hiểu rõ được cái tình trạng giao thông ở đây. Nói chung là khá là lộn xộn. Một cái vướng mắc nữa là tại cái một số đoạn của tuyến đường Đà Nẵng này thì còn không có vỉa hè các bạn ạ. Hoặc là vỉa hè với diện tích rất là nhỏ khiến cho cái việc tham gia giao thông của người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn. Các cái cửa hàng buôn bán thì khi mà có khách thì thường phải dựng cả xe dưới lòng đường, gây cái mất trật tự an toàn giao thông. Hoặc là một số đoạn thì có vỉa hè rộng một chút thì đường gần như là kín chỗ bởi những cái xe thồ, xe đẩy rồi những cái bàn ghế ăn uống, hàng hóa của các hộ ven đường. Trên cái tuyến đường Đà Nẵng này còn có một cái dự án có thể nói là khá là lan giải, đó là khu tập thể Vạn Mỹ. Đấy, thì tôi sẽ có một cái kênh trên này sẽ có một cái video riêng để nói về cái khu tập thể Vạn Mỹ này. Tuy nhiên thì trong video này cũng phải giới thiệu sơ qua là khu tập thể Vạn Mỹ có bao gồm 10 dãy nhà tập thể từ A1 đến A9 và A17 với đâu đó khoảng hơn 1.000 hộ gia đình đang sinh sống. Thì toàn bộ cái khu tập thể Vạn Mỹ này ấy, thì do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng làm đơn vị quản lý.
Chính thức thì các cái dãy nhà tập thể này đã được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước rồi. Hiện tại thì nó xuống cấp rất là trầm trọng, đúng không? Gây nguy hiểm cho người dân ở khu vực này. Và theo đánh giá thì nó cũng thuộc cái mức độ nguy hiểm cấp D rồi. Đấy, cấp D và cấp C rồi. Hiện tại thì những cái ngày cuối cùng của năm 2022 rồi, mà trên thực tế là cái việc mà triển khai phá bỏ đấy, của khu tập thể này thì vẫn chưa được tiến hành. Nói chung là cái thông tin chính xác về chuẩn bị công tác xây dựng di rời dân thì cũng chưa có chính xác. Và hiện tại là cuối năm rồi mà cũng chưa thấy triển khai gì cả. Đó. Đi dọc hết cái tuyến đường Đà Nẵng này, chúng ta sẽ ra cái khu vực cảng Chùa Vẽ. Đây là cảng container chuyên dụng. Một trong những chiến lược phát triển chung thì cảng Hải Phòng đã có cái chủ trương trong việc đầu tư lại cái chi nhánh của cảng Chùa Vẽ về cơ sở tầng, bến bãi, di chuyển văn phòng và nâng cấp các cái phần mềm khai thác container, rồi triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm nâng cao cái năng lực khai thác của cảng Chùa Vẽ. Từ đó thì đưa cảng Chùa Vẽ trở thành cái trung tâm khai thác container nội địa hàng đầu Hải Phòng. Nói chung thì quy hoạch xây dựng chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2025 thì cũng đã bộc lộ rất nhiều những cái vướng mắc bất cập. Nói chung là không còn đáp ứng được cái yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới nữa. Và thành phố cũng đã và đang điều chỉnh cục bộ nhiều lần. Tất nhiên là cũng không tránh khỏi cái sự thiếu đồng bộ và ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế xã hội. Và mong rằng với những lợi thế vốn có của mình và những chiến lược phát triển mạnh mẽ thì trong năm tới thành phố Hải Phòng sẽ bứt tốc. Khi đó thì thị trường bất động sản sẽ sôi động hấp dẫn trở lại hơn nữa. Cùng với đó là các dự án quan trọng cũng sớm được hoàn thiện để đảm bảo cái an sinh cho người dân. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc cái video giới thiệu về tuyến đường Đà Nẵng này tại đây. Trong thời gian tới thì kênh Chênh Hải Phòng cũng sẽ có những video tiếp theo để đề cập đến những cái khu vực, những cái công trình của thành phố Hải Phòng. Và các bạn muốn kênh Chênh Hải Phòng tôi quay thêm những cái dự án, những cái công trình, những địa điểm nào thành phố Hải Phòng thì đừng ngần ngại mà comment ngay bên dưới video này để bên mình sắp xếp địa hình nhá. Và hãy đừng quên là các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là like, ấn subscribe nếu các bạn chưa đăng ký kênh của Chênh Hải Phòng. Các bạn có thể chia sẻ cái video này cho bạn bè hoặc là người thân của chúng ta, những người ở xa quê hương, những người ở đi Hải Phòng lâu ngày chưa về, có thể nhìn ngắm được một số những cái khung cảnh của thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.